Xin chào, bắt đầu quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Touring Gian Classic S1, một mẫu xe rất là đẹp, em mới về ngày hôm nay, nước sơn còn rất là mới. Xe này em đánh giá là nó còn mới khoảng trên 95%. Đấy, được trang bị bộ chuyển động Tiagra đời cao cấp, đĩa trục rỗng, vành nôm cao bản, đồ đạc chính hãng, nguyên bản hết. Xe này là khách bên chủ bên nước ngoài, người ta chỉ đi một chút, đi lướt qua thì người ta bán lại, nên là cái chiếc xe còn được giữ rất là mới. Xe là khung nhôm, nhôm siêu nhẹ. Đây là phiên bản 2020, có được trang bị bộ đồ rất là cao cấp, đồ Tiagra 4700, phanh dầu Techo. Bánh 700cc. Đồ còn nguyên bản gian hết. Đi sau và đi vào cửa sổ. Chúng ta dám sẽ vào đo size và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này. Các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Sai chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa yên, khóa cọc yên sai sẻ là 46-45 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe sai là sai S thì phù hợp với các bác từ khoảng 1m60-1m62 đến khoảng 1m74-75 đi là phù hợp. Đây là bộ clip 10 tầng và 2 tầng đĩa. Nhưng mà chiếc xe đang có giá bán bên em là 15,2 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Ngoài ra thì các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo ở trên màn hình 0975709943. Và ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.